Tại sao tổ chức Civil Rights Defender tiếp tục kêu gọi thả tự do cho rận chủ mẹ nấm? Như tất cả chúng ta đã biết là ngày 10 tháng 10 năm 2016, rận chủ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh là mẹ nấm, đã bị bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiều 29 tháng 6 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979, trú ở 24A, tổ dân phố 21, đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2010, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tạo lập tài khoản Facebook và lần lượt đổi tên trong 6 năm. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Quỳnh đã sử dụng Facebook cá nhân để soạn thảo, đăng tải và công khai để mọi người chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Các bài viết đều có góc nhìn một chiều, thiển cận, gây hoang mang, làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng và hoạt động điều hành quản lý xã hội của nhà nước, tuyên truyền kích động nhân dân chống lại nhà nước, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 10 năm 2017, tròn một năm rận chủ mẹ nấm bị bắt giam với những hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức Civil Rights Defender, viết tắt là CRD, mang tên những người bảo vệ nhân quyền của Thụy Điển, lại ra sức kêu gọi thúc giục chính phủ Việt Nam thả tự do cho rận chủ này. Vậy tại sao một tổ chức như CRD tận trời tay xa xôi lại bao che cho kẻ phá hoại sự đoàn kết thống nhất của dân tộc Việt Nam? Về khía cạnh lịch sử, CRD trước đây gọi là Ủy ban Helsinki, Thụy Điển, cho nhân quyền, khởi nguồn là một trong 40 tổ chức phi chính phủ hình thành từ phong trào Helsinki sau năm 1975 nhằm giám sát việc thực hiện Hiệp ước Helsinki năm 1975 như là một thỏa thuận tạo diễn đàn giải quyết bất đồng giữa các nước phương Đông và phương Tây ở châu Âu trong chiến tranh lạnh tổ chức tại Philadelphia Hall của Helsinki, Phần Lan vào tháng 7 năm 1975 với sự tham dự của 35 nước như Mỹ, Canada, Liên Xô và phần lớn các nước châu Âu. Bản chất và danh nghĩa là giám sát các chính phủ nước họ kiểm soát xung đột và bảo vệ nhân quyền với Liên Xô. Nhưng nhìn lại quá trình này, giới nghiên cứu đã có những bài viết như quá trình Helsinki và cái chết của chủ nghĩa cộng sản, phân tích hiệp ước Helsinki tạo ra một khe nứt trong áo giáp của chủ nghĩa xã hội, giúp phát triển lý luận và ý tưởng là rất quan trọng để lật đổ chế chủ nghĩa cộng sản trên khắp châu lục này vào năm 1989. Sau khi sứ mệnh khai sinh không còn, CRD đổi tên và hoạt động với mục đích bảo vệ quyền con người và quyền dân sự chính trị, với địa bàn hoạt động xa không phải là ở Thụy Điển mà hướng tới các quốc gia vùng lãnh thổ hoàn toàn xa xôi và xa lạ như Cuba, Thái Lan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Miến Điện, Campuchia hay Việt Nam. Vì vậy, khi đứng về khía cạnh lịch sử, tổ chức này cũng chỉ là chân rết của Mỹ và phương Tây lập ra để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới và các nước bất đồng chính kiến. Cho nên, CRD đứng ra ca ngợi, tung hô kẻ bán nước như mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là điều tất yếu. Về nguyên tắc hoạt động, CRD thực chất là một tổ chức cổ vũ và quy tụ những tên rận chủ mang danh nhân quyền. Tổ chức này cũng không hề giấu giếm mục đích thực chất là một ngày hội đài thoại miễn phí cho những rận chủ tham gia vào khóa đào tạo nhằm tăng cường khả năng hoạt động của các nhà hoạt động này sau khi trở về nước. Đối với Việt Nam, tổ chức này có truyền thống trao khoản tiền thưởng lớn cho những nhà rận chủ có thành tích chống nhà nước. Những tiền thưởng của tổ chức này nhằm mục đích kích thích những kẻ tự xưng đấu tranh dân chủ thay đổi hướng hoạt động vào trình diễn với các ông bà chính khách phương Tây về thành tích đấu tranh dân chủ nhân quyền của họ để tìm kiếm các giải thưởng có giá trị vật chất khác. Các bài viết trên Facebook, blog thay vì chỉ dùng việc sẽ tích cực được chuyển thể sang tiếng Anh và tác vô tội vạ các nick Facebook của các vị ngoại giao, dân biểu phương Tây vào chứng kiến. Có hoạt động đấu tranh dân chủ thay vì vận động người dân trong nước đi theo họ để chuyển sang dành cho vận động các đại sứ quán, chính sách phương Tây nhiều hơn. Nói tóm lại, xét về lịch sử và quá trình hoạt động của CRD, tổ chức này cũng chỉ là bình phong do giới chính
chính giới phương Tây đẻ ra, dùng nó làm công cụ chi phối chính trị các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Cho nên, việc một tổ chức nghe tên lạ hoắc ở tận trời Âu như CRD lên tiếng bảo vệ cho rận chủ mẹ nắm cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, CRD đã quên rằng dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước và hàng nghìn năm văn hiến, cho nên những kẻ bán nước như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải chịu những hình phạt thích đáng và không có một thế lực nào có thể can thiệp được.